khi có Jonah phải tấp mạnh đánh trực tiếp vào cái con Jonah khi mà thấy mà bắt đầu có cái triệu chứng. Và chủ đề ngày hôm nay Trường sẽ chia sẻ cho mọi người đó là cái vấn đề đau thần kinh sau Jonah. Cái Jonah là một cái tình trạng là bị tổn thương da do cái con virus đó là Varicella zoster virus. Virus này khi nó xâm nhập vào bên trong cơ thể thì nó sẽ gây ra các cái triệu chứng tiên phát đầu tiên khi mà bị nhiễm, đó là bị bệnh thủy đậu. Nhưng mà tình trạng thủy đậu thì mọi người biết rồi, thủy đậu là một cái bệnh mà bị một lần trong đời thôi, vì sau đó là cơ thể của chúng ta sẽ có một cái gọi là miễn dịch đối với cái con virus nữa, và nó không có cho gây ra bệnh thủy đậu nữa, trừ trường hợp đó là những ai mà bị giảm miễn dịch, ai mà bị HIV á, nó làm suy giảm cái hệ miễn dịch, hoặc là ai đang uống thuốc hoặc là tiêm thuốc mà làm giảm cái hệ miễn dịch xuống á, thì khi đó có thể là bị thủy đậu lần 2, lần 3. Chứ còn đa số trường hợp người khỏe mạnh như chúng ta bị thủy đậu là lần 1 thôi. Và sau đó là nó chui vào trong cái hạch thần kinh nó ngủ. Khi mà nó chui vào trong cái hạch thần kinh nó ngủ á, thì nó nằm ở đó thôi. Ở một cái ngày nào đó đẹp trời thì bắt đầu cái con virus này nó thấy là cơ thể ông này yếu đây, ông này yếu, thì bây giờ nó bùng ra lại. Và khi nó bùng ra lại thì nó gây ra tình trạng là Jonah. Và tương tự như vậy thì Jonah nó cũng chỉ bị một lần thôi. Nó bị một lần duy nhất, sau đó là những năm sau là nó không phải nổi cái mụn nước Jonah nữa, mà nó gây đau, cứ năm nào nó cũng sẽ có cái đợt đau thần kinh sau Jonah. Và đau thần kinh sau Jonah là vì sao mọi người biết không? Đó là khi mà cái con virus đó nó tái hoạt, nó gây ra bệnh Jonah thì nó sẽ gây tổn thương cái hệ thống dây thần kinh. Và khi nó đã tổn thương cái hệ thống dây thần kinh rồi á thì năm nào nó cũng sẽ bị đau hết. Mà bị đau rất là khó chịu. Ai đau thần kinh sau Jonah thì biết là khó chịu lắm. Nó chỉ cần chạm cái áo vào cũng đau, nằm mà chạm cái vùng đó xuống dưới giường cũng đau, rồi ai đó sờ nhẹ vào vùng đó cũng đau. Thì cái Jonah hay là cái dời leo hay là cái kiến bào khoang mà nó tiếp xúc lên trên cơ thể thì nó đều gây ra một cái tình trạng, đó là nó có những cái vết loét ở trên da. Nhưng mà Jonah thì sao? Jonah thì những cái vết loét nó nằm ở một bên cơ thể thôi. Mỗi bên cơ thể là được phân bố bởi mỗi cái vùng dây thần kinh, cảm giác khác nhau. Và khi đó cái con virus Jonah nó tác động vào cái hạch thần kinh thì nó chỉ tác động được một bên thôi. Cách thứ hai nữa đó là mọi người bị kiến bào khoang ấy. Con kiến bào khoang này nó có cái chất độc ở trong cái bụng nó. Mọi người thấy nó nhọt nhọt, có mọi người chà ra cái thì nó sẽ loang cái chất độc này ra, và cái chất độc này nó gây bỏng da rất là mạnh nên gây ra cái vết loét. Và thường cái vết thương nó sẽ đi theo đường loét do con kiến bào khoang nó có thể nó lan qua bên kia của cái nửa người. Nếu mà mọi người bị Jonah hoặc là thậm chí đó là viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến bào khoang thì cái ngày đầu á, nếu mà mọi người chẳng đoán được thì với cái trường hợp mà kiến bào khoang thì mọi người thấy được cái con kiến mà chà ra thì mọi người phải đi rửa, đi tắm rửa sạch sẽ, dùng xà phòng bình thường để cho nó trung hòa hết cái chất độc của con kiến bào khoang, thì khi đó là cái vết loét nó đỡ lan rộng hơn và lưới loét nó đỡ sâu hơn. Còn nếu mà ở đây mà nếu mà ai bị gọi là Jonah thì phải giữ vệ sinh được cơ thể thật là sạch. Nếu mà mọi người bị Jonah mà không tắm thì nó sẽ có một cái tình trạng đó là nó nhiễm trùng cái nốt Jonah thì nó bị loét sâu hơn, nên mọi người phải tắm rửa sạch sẽ. Và nếu mà chà xà phòng thì chà nhẹ nhàng trên bề mặt thôi, và để cho nó khỏi bị vỡ cái bóng nước của cái Jonah ra. Nếu mà giai đoạn đầu thì nó đỏ, nó chưa có hình thành bóng nước nhiều thì cũng chà nhẹ nhàng thôi để cái da nó đỡ bị kích ứng hơn. Còn sau thì khi mà đã ổn định và cái mụn nước nó phồng, nó căng, nó có nước ở trong rồi thì mọi người rửa nhẹ nhàng. Cái nào nó loét ra thì mọi người chăm sóc vết loét. Thì cái chăm sóc với lết tại nhà thì mọi người mua cái kháng sinh bôi là tirotricin hoặc là mupirocin hoặc là fusidin, mọi người bôi lên trên da thì nó sẽ đỡ bị nhiễm trùng ở các cái nốt bị Jonah hơn. Và nếu mà tắm rửa thì mọi người lưu ý điều gì? Tắm rửa là không tắm nước lá cây. Thì có quan niệm dân gian ở Việt Nam chúng ta hay là nói tắm lá cây này tắm lá cây nọ để cho nó khỏi bị cái tình trạng Jonah nữa, nhưng mà thực ra nguy cơ nó còn kích ứng da thì không có nên làm như vậy. Mà mọi người có thể tắm bằng cái nước gọi là hòa loãng cái thuốc tím á. Thuốc tím mọi người có một cái gói nhỏ, mọi người hòa vào nước thì nó tạo cái màu hồng cánh sen á. Mọi người tắm rửa cái nước đó thì nó bảo vệ cho cái da của chúng ta không bị nhiễm trùng, và nó cũng lấy sạch đi cái bụi bẩn cặn bã ở trên da tốt hơn. Mà khi cái Jonah mà nó đỡ bị loét, đỡ bị nhiễm trùng ra thì sau này nó đỡ đau thần kinh sau Jonah. Thì có nhiều cô chú anh chị hỏi đó là làm sao để chữa đau thần kinh sau Jonah. Thì trước tiên là phải dự phòng cái đau thần kinh sau Jonah cái đã. Thứ hai đó là khi có Jonah phải tấp mạnh đánh trực tiếp vào cái con Jonah khi mà thấy mà bắt đầu có cái triệu chứng. Khi cái da bắt đầu đỏ ửng lên cái vùng đó rồi, nghi ngờ là được cộng thêm điểm rồi. Thêm nữa là chỉ cần manh nha nổi cái mụn nước nhỏ rồi, tấp
acyclovir luôn. Trường sẽ tấp acyclovir vào, uống cái thuốc kháng virus vào, và như vậy cái là nó sẽ giảm cái nguy cơ mà bùng phát cái zona tại vùng đó, mà nó lây một hai muỗng nước xong nó xẹp đi á. Và cơ thể của chúng ta uống vitamin C, ăn cam, ăn quýt, ăn bưởi, ăn ổi vào á, thì để cho cơ thể nó khỏe mạnh lên nhá, thì khi đó nó sẽ chống chọi lại được với con virus, và các bạn, các cô chú anh chị sẽ đỡ bị cái tình trạng zona nó nặng hơn. Khi mà nó nổi những cái mụn nước lên xong, nó để lại cái sẹo thâm thâm ở liên sườn á, thì cứ là nó cứ đau thần kinh sau zona, hoặc là nó có một cái triệu chứng gọi là loạn cảm. Mọi người sẽ nghe được cái cảm giác đó là cái kiết nó bò, cảm giác như cái con gì nó chui dưới da xong nó đào hang dưới da, nó bò bò, nó khó chịu. Rồi các cô chú anh chị khác thì không phải là loạn cảm nữa, mà gọi là nó dữ dội hơn là nó đau, mà giống như đau tim, giống như là đau xương. Thêm nữa là các cô chú anh chị ở đây, ai đã mà đau thần kinh sau zona rồi á, thì thế nào? Chúng ta có thể chườm mát hoặc là chườm ấm khi mà nó đau. À, nó đau có thể chườm mát vào xíu cho nó dễ chịu, nó dịu cảm giác lại, hoặc là chúng ta chườm ấm nó cũng dễ chịu. Đó là cái phương pháp tại nhà. Uống thuốc giảm đau cũng là phương pháp tại nhà. Có thể chọn những thuốc giảm đau thuộc cái nhóm NSAID, là cái nhóm mà ví dụ như ibuprofen. Mọi người có thể nữa đó là uống cái giảm đau đơn thuần như paracetamol thôi, rồi uống thêm cái giảm đau thần kinh như là những cái thuốc mà bác sĩ kê. Trường sẽ không có chia sẻ lên đây đâu, cái thuốc đó bác sĩ sẽ kê cho các cô chú anh chị. Rồi thêm nữa, khi đau quá, các cô chú anh chị có hoàn toàn có thể làm một cái phương pháp này nè, đó là các cô chú anh chị đi tới bệnh viện chiếu cái laser. Laser đó gọi là laser Henne, là laser mà có thể chiếu vào bên trong cái chỗ đau thần kinh sau zona giảm đau. Có một phương pháp ở y học cổ truyền rất là hay, đó là châm cứu, và có một phương pháp gọi là châm cứu giảm đau. Khi bị đau thần kinh sau zona, châm cứu giảm đau nó cũng hiệu quả đó mọi người ha. Nó đi theo cái đường dây thần kinh và nó phong bế và nó không cho đau nữa, nhưng mà phải gặp các bác sĩ y học cổ truyền nha, không phải tự ý đi châm cứu đâu.